Con người theo bản chất tự nhiên được sinh ra, ai cũng muốn được yêu, vì yêu và để yêu. Vì thế mà tình yêu làm cho con người ta hạnh phúc hơn, trẻ hơn, đẹp hơn. Và vì thế mà nhà thơ Xuân Diệu mới nói rằng: làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào là vậy. Và thật sự tình yêu trở nên có giá trị khi được Chúa lập bi tích thôn phối, và Chúa nâng con người lên ngang hàng với Thiên Chúa. Hôm nay Martino Trần Trung Nghĩa và Lucia Trần Thị Cẩm Vân, chúng con đến nhà thờ trong tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng. Chung quanh chúng con có hoa, có đèn, nến, rồi có ba mẹ, có những người thân yêu đang cầu chúc cho chúng con hạnh phúc. Ngay cả cha cũng cầu cho chúng con hạnh phúc, không phải chỉ một năm, hai năm, nhưng suốt cuộc đời. Em là Lucia Trần Thị Cẩm Vân, nhân anh Martino Trần Trung Nghĩa, làm chồng của em. Ở giữa lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày màu trắng anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đu lớn, để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em? Đừng nhìn em như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày màu trắng anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói: anh có yêu em không?
rời xa, ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng nhìn em như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Anh lấy em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh lấy em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng nhìn em như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Đừng nhìn em như thế, trả lời em đi. Rồi mình sẽ về chung.